Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là mình đang đứng ở một trong những cái bãi biển rất là đẹp ở Nha Trang. Thì phía sau đây là biển rất là xanh, trời rất là trong, cũng như là núi ở đây rất là chập trùng luôn, rất là nhiều. Và nhìn thật sự là cảnh ở đây rất là đẹp luôn, mình rất là thích. Thì hôm nay thì mình có chuyến đi làm ở Nha Trang đó cả nhà. Thì mình đi công việc của mình ở Nha Trang. Xong việc rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào nhà thăm những cái khán giả lúc nào cũng yêu thương mình, vào thăm nhà của các cô, các chú, các anh, các chị ở Nha Trang. Trong cái khoảng thời gian mình còn ở Nha Trang nha, thì lần trước thì mình tới Nha Trang thì mình vừa xuống bến xe thôi, nhưng mà thật sự là một cái cuộc gặp gỡ rất bất ngờ với chú Tám. Thì mình vừa bước xuống xe thôi nhưng mà chú Tám đã nhận ra mình rồi, hỏi mình là đi đâu ở ngoài này hay đi làm từ thiện ở ngoài này đó cả nhà. Thì cũng rất là bất ngờ, thì cũng được chú Tám chở đi vòng vòng Nha Trang chơi, cũng như những cái địa điểm ăn uống, những quán cà phê rất là ngon ở Nha Trang. Thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đi vào thăm nhà của hai vợ chồng của cô Xuân ở Ninh Diêm, Nha Trang nha. Thì bây giờ mình đang đi trên đường đi vô nhà cô đây. Thì cô với chú thì là một cái khán giả rất là yêu thương kênh của mình, lúc nào cũng xem video, lúc nào cũng xem hết tất cả những quảng cáo để mà ủng hộ tinh thần cho mình đó. Thì không có bỏ qua cái quảng cáo nào hết á. Nhưng mà cô chú nhiều khi thức 11, 12 giờ đêm cũng xem kênh của mình. Mình rất là quý những cái tấm lòng của cô chú, rất là thương cô chú. Nhưng mà hôm nay là mà nhân chuyến đi làm ở đây, mình sẽ tranh thủ mình chạy vô nhà của cô chú, mình thăm cô chú nha. Nhưng trước khi đi thì mình sẽ mời mọi người cùng nhau ngắm cảnh vật ở nơi đây. Tí xíu rồi mình sẽ di chuyển qua nhà cô Xuân nha. Bây giờ mình đã tới cái đường quẹo vô nhà của cô Xuân rồi, thì không biết bây giờ cô với chú có ở nhà hay không. Bây giờ mình sẽ chạy vào bên trong. Ở đây thì đa số người dân ở đây thì nuôi tôm, nuôi cua, nuôi tôm sú rồi cả nhà. Thì làm muối ở đây, đa số là nghề biển thôi. Bây giờ mình đã tới nhà rồi, thì không biết là cô với chú có nhà hay không đây. Dạ cô, con mới ra. Dạ.
Ủa bữa nay cô không đi làm hả chồng cô? Chồng con mới về á. Vậy hả? Trời ơi chân tay đau nhất thế nè. Cô Xuân với chú khỏe không? Nó quay phim kìa. Cô với chú có khỏe không? Khỏe gì, tao đâu có tiền gì cả nửa tháng đi. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? 82 tuổi thiệt. 82 tuổi thiệt. Mà tiền Giang nhà nước tuổi 83, một tuổi nữa 83. Dạ. Ồ vậy là cô với chú mới về. Cậu mới làm về xong rồi. Dạ. Con tính vô đây sớm mà cô chưa có về là con rủ chú qua bên chỗ làm của cô thăm cô luôn á. Đâu về chứ đi xe từ 6 giờ sáng. Dạ. Thôi nhà ơi. Còn con có bánh gì mở đi. Thôi con có mua ít bánh biếu cô với chú nhận cho con vui. Trời ơi. Dạ. Một đống bánh kia mà. Dạ, ở trong con trái cây nhiều lắm nhưng mà do con đi làm nên là con không có mang theo nhiều đồ được. Rồi về bé Bình đâu cô? Nó mới đi học nữa á. Dạ. Trời ơi, hôm nay là ra thăm nhà cô chú nha. Cô với chú là ở nhà trồng cái này là kêu bằng măng cầu dai nè. Nó rất là nhiều. Cái này ở Khánh Hòa, Nha Trang nha nha. Đây. Dạ con nói ba mẹ con đi làm mà. Không, ý là từ Nha Trang ra đây con có hỏi nhà cô không? Có hỏi thăm ai không? Dạ không, con không hỏi thăm ai hết trơn. Con hỏi bản đồ chỉ con đi tới đây mà, mau lắm. Vô đây. Hai đứa cháu. Nuôi nó từ hồi 5 tháng rưỡi đến giờ. Dạ. Hồi 5 tháng rưỡi giờ, bữa đây xuống thăm đó. Trời ơi, thấy cưng quá. Nuôi hồi 5 tháng rưỡi đến giờ đó. Dạ. Xong bắt đầu mở tivi rồi coi cái nói là hoại, hoại lớn, hoại mai mốt, hoại già, hoại đừng có đi bán cái số để con làm bác sĩ con nuôi hoại á. Dạ. Đúng không con? Đó, chưa? Trời ơi, thấy thương quá hả? Dạ. Nuôi rồi mấy tháng. Dạ. Hồi 5 tháng rưỡi á. Dạ. Thương lắm. Đau cái tay. Trời ơi, con thuốc của cô kìa, trời ơi. Lúc trước nằm bệnh viện á ha. Nằm bệnh viện là ông bị nhiễm trùng gan nè. Thuốc dạ. Của cô này đó, con thấy chưa? Thuốc nhiều dữ vậy con? 550 một lọ nè. Thuốc này là thuốc thêm thọ. Dạ. Là bị xương khớp hả cô? Xương khớp. Ồ, do cô làm quá sức rồi. Đây là ai trên này thuốc gì đó? Này. Ờ. Đó giờ sao mày xem mà mày giúp tao không có ngày nhà tao nghỉ hết đi đâu. Do ở đây dịch bệnh này kia nó cắt giảm bớt nhân sự rồi nên là cô làm nhiều hả cô? Uống nước uống bia. Dạ. Uống nước rồi đó. Dạ thôi cho con uống nước rồi cô ơi. Dạ. Ôi. Ôi cô với chú đã lớn tuổi rồi nhưng mà ngày nào cũng xem video trên kênh của mình đó nha. Xa xa bên đây là những cái nhà yến nè. Thì yến ở đây á gần biển nên là yến rất là nhiều. Ồ, nguyên cái nhà yến rất là lớn. Dạ. Uống nha. Nay cô khỏe không? Khỏe gì? Bệnh à? Bệnh khỏe à? Không có khỏe. Bệnh là làm quá sức là, rồi. Dịch là bắt đầu làm buổi ngày thì mới nghỉ được buổi chiều. Còn bắt đầu là tháng này là làm chết luôn nè. Làm chết luôn. Cô làm bên công ty du lịch. Du lịch TTC đó. À, TTC Dốc Lết đó ha. Cần Thơ đó, Cần Thơ đó có công ty của cô đó. Dạ, rồi làm suốt như vậy. Bởi vì đổ bệnh luôn rồi cô ơi. Là sưng à. Dạ. Sưng. Quá trời sưng nè. Sưng cái chân nè. Bên này không sưng nè thấy không? Bên dạ. Này sưng nè. Dạ. Rồi đi làm như vậy tối ngày như vậy rồi chú cũng lớn tuổi rồi nhưng mà hai vợ chồng ngày nào cũng có thời gian để mà xem những video trên kênh của con à. Bà xem biết mà. Mà có lúc sao nó không có thông báo. Mẹ qua tôi về nhà tôi nói ủa. Xong nó nhắn tin cho nó sao gọi con bắt máy xong lúc con nói là con đang phát video đúng không? Dạ dạ. Mà sao mở lên video không có? Dạ có thể là ta mới coi lại thì mới thấy thì ta coi là cũng như là hết rồi. Dạ dạ. Xong tối mới coi lại. Tối coi lại tivi với coi cái kia phải đeo gương. Này chú ăn cơm với cái gì? Hả? Này chú ăn cơm với món gì? Cá vậy gì trời. Ăn cá gì ăn gì trời. Ở đây ăn gần biển nên là cá biển nhiều ha chú ha. Thấy không rõ ràng dạ. Cái chai mình về mình mừng mà nó ra mà tôi mừng á. Không biết sao cái kiếp đỏ đầy á.
Kiếp độ đầy. Hỏi ổng coi con trai cô mới về mà cô không có mừng mà con ra mà cô mừng tàn xét. Dạ. Dạ nên là ra đây con cũng làm gì làm cũng cố gắng tranh thủ con ra con thăm cô với chú. Dạ. Cái gì đó. Chú ráng sống vài năm chắc không tới đâu. Dạ. Con thấy chú rất là mạnh khỏe nên là cố gắng chú ơi. Ổng vừa đi bệnh viện về xong đầu mới bình đi tiếp cô nuôi cứ sáng chạy ra đi về làm chạy vô đi về làm cứ gì. Dạ. Thì u 80 rồi nhưng mà. Tám mấy rồi? Dạ. 82 rồi. Hai gia nhà nước tuổi tám ba. Thôi đừng có quay nữa. Ố quá. Nóng được rồi nè. Dạ dạ. Kéo rồi đây cho nó mát đi. Dạ. Ờ, ở đây là kêu bằng trái mãng cầu. Ủa trái mãng cầu dai. Cầu kia ăn không? Hết mua không kia mà. Hết mua rồi. Dạ. Ở đây kêu bằng gì hả cô? Cái xã gì cái ấp gì ha? Xã Phương Ninh Hải. Phương Ninh Hải. Phương Ninh Hải thôn. Thôn Đông Hải. Thôn Đông Hải. Dạ. À đây là kêu bằng có cái thôn nữa ha. Đổi dân phố 1. Dạ. Đổi dân phố 1. Thôn Đông Hải. Thôn Đông Hải. À, thôn Đông Hải, phường Ninh Hải. Dạ dạ. Thị xã Ninh Hòa. Có bữa gửi con nha. Cho tôi trả tiền lại nha. Thị xã Ninh Hòa. Thích ăn bưởi, bưởi ngon. Dạ. Dạ Ninh Hòa. À cái kia là Ninh Vân. Tỉnh Khánh Hòa. Dạ. Ninh Vân ở dưới đây nè. Dạ. Dưới Huỳnh Đài. Cái xã. Cái Hyundai nó là cái gì vậy cô? Đó, chỗ đó đóng bên Hàn Quốc, nó đóng tàu thuyền đó. À, đóng tàu thuyền hả? Con tính đâu cái hãng xe Hyundai chứ? Đó, tàu đóng tàu á. Ồ, con thấy lớn lắm. Năm vừa rồi cây bão 17 á. Năm 17, một cái cần cẩu mà mấy ngàn tấn mà nó gãy á. Cây bão đó mà nó gãy xuống á. Ồ, quá dữ hả con? Đẹp hơn. Cái làm cái đó là coi... Ủa lít? 500 hectare luôn. Dạ. Ở đây nó lên nó coi có 250 ta không đủ. Wow, hơn 80 tuổi rồi mà chú mạnh khỏe lắm. Mạnh khỏe gì. Được ngày nào hay ngày nấy à? Qua cách chiều chơi. Được ngày nào hay ngày ấy á? Dạ, được ngày nào hay ngày nấy. À. Không nhưng mà con ra con thấy chú khỏe cô cũng mừng á chứ. À. Mừng. Dạ. Cái bình xong rồi. Cái tay nó nhức. Dạ thôi bây giờ chú cũng đừng có làm gì nặng chú ơi. Làm gì đâu nặng. Dạ em nói không có làm gì đâu nặng. Dạ nhưng mà đáng lẽ là phải 80 rồi con không phải kêu bằng ông á, nhưng mà con kêu cô xưng bằng cô á nên là con kêu bằng chú luôn cho trẻ nghe. Ê, Duyên mới lớn tuổi không cô, mắc mới con kêu bằng chị mà cô không kêu. Duyên lớn tuổi không? Duyên lớn tuổi không? Dạ. 52 đúng không? Dạ. Cô có 50 à? Dạ. Mà kêu bằng cô. Còn bà Duyên mà kêu bằng chị. Công nhận. Ôi mình thấy cô Duyên hôm nay khỏe lắm rồi cô ơi. Ơi. Nhưng mà con coi kênh cô Duyên cô không thích bằng cô Thanh. Dạ. Tự gì cô Thanh bả miệng mồm đúng không? Dạ, mà miệng vui vẻ hơn. Dữ luôn quá. Dạ. Anh nói hổng tí cái kêu cưng cưng rồi trời thương. Còn cô Duyên thì con. Đợt vừa rồi mà con vô á, bả nói giống sao giống tiếng của thằng lít dữ dằn á. Dạ. Bả không nhận ra thôi, vậy là cái mặt cái đầu óc của bả là cũng như là minh mẫn lắm á. Cũng khỏe lắm rồi. Dạ, mà con bịt mặt hết trơn vậy đó mà cũng nhận ra nhận nha. Nhận ra cái tiếng nha, nó giống cái tiếng của lít á. Dạ, nhưng mà con không dám kêu. Vậy mà ngày hôm qua xuống Nha Trang nhận có người nhận rang thế. Nổi tiếng rồi còn nữa. Làm gì có cô ơi. Mà cũng có duyên sao mới gặp cái chú đó chứ. Vậy là bữa đó là thấy con ở nhà của cô Duyên. Cô Duyên ở. Rồi tính là chuyển tiền cho con để mà cho cô nở đúng không? À, cho cô nở xong con không bắt máy. Xong bắt đầu cô về cô nói với mình. Thôi sáng mai á con chuyển liền cho anh lít 500 để cho cô nở ơi. Ai ngồi sáng đó nó chuyển vô là cô đi làm về là cô bay vô đó. Cái ông nói lại là bác sĩ nó không có mổ. À mừng quá sao. Về bắt đầu cô nói trời anh thấy không, bữa đó là giờ nói thiệt nghe, bữa đó gửi cho cô nở 500 ngàn mà ai ngồi sáng mai không mổ. Dạ mừng quá sợ. Mình không sợ mất tiền mà mình nghĩ lại là cái ví dụ mà mổ mình phải đau đớn nữa đúng. Dạ, không đúng rồi, biểu phải lấy mấy cái răng ra mới ổng mới yên ổn. Ai ngờ buổi đêm đó xong qua sáng mai không có mổ. Khỏe ru luôn. Bởi vậy nhiều khi nhiều cái chuyện mà mình không tin mình cũng phải tin hả cô. Giống như là mình cho đi cái này nhưng mà ông trời sẽ cho mình lại cái khác hả cô ha. Ừ, rồi dạ. Còn một cái gì nữa nè. Gì nữa cô? Còn có một cái gì nữa nè. Cái gì nữa cũng vậy á, xong
bữa cái bé Bình nó đi trong bệnh viện á. Dạ. Nó đi vô cũng vô trong bệnh viện á, xong con nói cho để cô cũng điện cho con để cô gửi cho cô viên 500. Dạ. Mà con không bắt máy thân, khỏi luôn. Rồi cuối cùng bé Bình nó vô nó nằm được có 2 đêm nó đi về. Dạ. Cũng có mừng. Gì nhẹ nhàng. Dạ. Bị bao tử mà cũng bị viêm sơ sơ gì đâu à. Dạ. Cũng mừng. Ở nhà có cái gì là chúng như giảm, như nhà mình có cái gì là mình cứ đi từ thiện. Dạ. Là mình sẽ giảm đi. Tự vì cô kinh nghiệm có một cái là cô coi cái thằng mà Hà nó nói bên VTC24 á, thằng Hạnh Phúc á. Dạ, nói gì cô? Nó nói về tin tức á. Dạ. Nó bị bệnh ung thư, coi như ung thư rất nặng. Vì mà nó vô chùa nó đi làm từ thiện không mà nó bớt á. Dạ. Xong đầu nó ngồi nó kể cho cô, nó nói là bữa đó nó đi nó kể trên TV á mà cô cứ để miết trong bụng. Nó nói là con đi ra đường. Tự nhiên mình mẩy nó ngứa, nó vẫn còn bệnh nhưng mà mình mẩy nó ngứa từ trên xuống dưới này nè. Xong nó ra đường cái nó gặp cái bà đó, bà ngồi bà đi xin. Thì nó cho bà 200.000. Vậy mà về qua ngày mai cái cơ thể của nó không còn nữa. Dạ. Thằng Hạnh Phúc mà nó nói trên đài VTC24 á. Dạ, con theo dõi biết thằng đó không? Dạ, nó bị bệnh ung thư nặng lắm á. Dạ. Vậy mà về nó đi vô chùa nó làm từ thiện không mà nó giảm bệnh đó. Ồ, hay quá. Xong giờ con nghĩ con áp dụng cái điều đó, con lấy cái đó con áp dụng, tâm cô nói thiệt luôn á. Dạ, nhưng mà nên cô làm á, cô làm bao nhiêu cô không có dư. Không phải chỉ riêng đây đâu mà ai mà khổ là cô cho hết rồi. Dạ. Chứ thật ra cô không có dư. Dạ. Cô mấy này công việc của cô chẳng làm sao, rồi bây giờ dịch bệnh nào này kia trong nhiều không? Rồi bây giờ người ta đi vô trong đó nhiều không cô? Đông lắm, khách đi đông, bắt đầu là từ bữa một tay đến giờ đông. Giờ đông biết đến nguyên một tháng nay luôn. Dạ. Ở đó là cái công ty du lịch TTC. TTC Dốc Lết. Dạ. Thì mỗi ngày ở đó thì bao nhiêu khách hả cô? Ngày mai không biết có đoàn hay không, nhưng mà ngày 6 tây có một đoàn 180 với một đoàn 80. Wow. Với là cộng thêm hai cái đám cưới nữa. Wow, là tổ chức ở trong đó luôn. Tổ chức trong đó luôn. Dạ. Mới tổ chức đám cưới bữa cô đi làm gần 10 giờ đêm cô mới về nè. Dạ. Ồ, vậy là khi mà mình làm như vậy rồi có tiền lương thêm không cô? Thì có chứ, phí dịch vụ mình ăn theo phí dịch vụ á. Vâng. Thể ví dụ mà khách nhiều thì mình ăn theo nhiều. Dạ. Rồi công việc hiện tại của cô trong đó là làm cô bên tạp vụ cũng được, hoặc bên dịch vụ, cũng như là mình thấy cái gì là mình làm cái đó. Dạ. Nên như đó họ thích lắm. Dạ. Mấy trẻ người ta cho đi về hết, còn cô nó giữ lại thế. Dạ. Vậy là cô quá giỏi rồi. Làm thấy xấu chứ mà đi làm ai cũng mến đó. Cứ họ chung họ lại chung với mình họ ghét thôi, chứ còn thực chất những người người ta làm lớn hơn mình á, người ta rất thích. Người ta nể mình ha. Tự vì mình làm chứ mình không có suy nghĩ mình phải trốn tránh rồi, mình không có trốn tránh, làm bằng hết sức mình luôn. Chớ gì nữa. Nó còn lít ra mà mừng á. Mà bữa đây là không có mừng bằng cái đợt trước. Dạ. Đợt trước là con cho cô hay là con ra cô ở lại rồi con đi đêm đồ là cô cứ lo lắng gì á. Dạ dạ. Bây giờ cô biết là con đi chung với mọi người rồi, cô không có lo mà vẫn còn điện thoại theo miết không mấy à. Không, bữa nay biết nhà rồi cô điên cái là tới nơi luôn. Sau này biết nhà rồi dễ đi lắm cô. Là mai mốt lần sau ra là phải chơi lâu một xí nghe. Dạ. Chứ không phải đi ra kiểu này là cô không có thích. Lần sau rồi chơi mấy cô con với cô với chú với bé Bình rồi đi vòng vòng chơi. Nói để bé Bình ra là nó dắt con đi bông bên á. Con ra. Dạ. Là bé Bình bữa cô có hứa là để cho bé Bình nó dắt đi bông bên chơi. Bông bên là ở đâu cô? Đó cái chỗ cáp treo á, bữa mà cái ông đó ông dắt con xuống cảng là con quay qua phía bên đó là cáp treo. Trời, bên đó khu du lịch bên đó đẹp lắm. Winberland gì đó hả cô? Winberland. Cái đó là hòn ngọc của Biển Đông á. Là của đẹp nhất ở Nha Trang đó ha. Ồ, con thấy ở đó lớn lắm. Lắm, đẹp lắm. Con. Dạ. Qua bên đó coi thôi chứ. Ghiền luôn ha. Luôn. Dạ. Cô đi rồi. Để giờ khi nào mà để khi nào nha. Dạ, rồi mấy thôi đừng có đi công tác, đi ra đi chơi thôi, đừng có đi công tác. Dạ. Mày cứ đi ra đi rồi tiền xe tao cho. Tao không có ấy còn được. Đừng có đi công tác rồi ra vô lật đật mệt. Dạ, nên là cũng tranh thủ ghé thăm cô chú một tí để mà đi khi nào có dịp thì con ra con chơi lâu hơn. Ở đây đường này nó đang làm hả cô? Nó đang làm á. Mà cái này đường này đi thẳng là đi đâu cô? Đi ra ngoài gành, mùi gành đồ á. Gành cảng á hả? Anh chở cho nó đi vòng vòng đi ra ngoài gành. Khỏi nhà. Ra ngoài gành đồ á. Là khỏi nhà. Ở lại ông dắt con đi chài đồ vui. Ở ngoài đó là làm gì cô? Ở ngoài gành đó đó. Bên đây thì cảnh sát biển. Dạ. Cảnh sát biển, còn bên đây thì gành thì người ta nuôi ốc, nuôi tôm, nuôi làm rong làm đồ đó. Làm rong hả cô? Hả? Ủa làm rong là rong, sao rong cô? Rong nho á.
thì nghe nói lồng nho với cô cũng chưa thấy cái lồng nó làm sao nữa. Cái trái nó làm như trái nho 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 nhỏ 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 vậy. Mình ăn sống. Ủa ngộ quá ha. Lồng nho mình Nhật nó ăn. Dạ ủa con thấy ở đây làm muối nữa hả chú? Làm ruộng muối nè. Hả? Ủa ruộng muối gì? Trước biểu ra kêu đi quay không chịu. Ủa ruộng muối là làm sao cô? Thì nó lấy lên nó gian nắng đâu rồi, trời nước mặn nó lấy vô hai chừng 3-4 bữa vậy xong đầu kia nó hai ba phần nó cũng đầu rồi đó con đầu lấy vô hồ hồ lấy vô chứa lấy vô ruộng chịu rồi sập rồi ruộng ăn 4 lúc thì nó mới nóng chỉ kèo 3 ngày mình kèo lên mình có ăn à. Vậy là cũng mau thu hoạch ha, cũng mau gom. Nhưng mà đừng có mưa. Chứ ổng mưa xuống một cây là coi như là thì nó mặn rồi 3 bữa cao, 4 bữa cao, 5 bữa cao. Dạ. Ủa vậy là muối gì mình bán làm sao? Mình bán cân ký hả? Cân ký. Ký. Bao 50 ký thì bao nhiêu tạ. Dạ. Ê, nó nghỉ đi. Dạ. Đi vô khỏe. Khỏe đi. Giống nghĩ là khỏe không quên miếng hết trời. 82 tuổi có khỏe không? 82 tuổi bữa khỏe lắm. Nói là hỏi bà Duyên á là cái chịu lấy chồng già không giống cô không? Lấy chồng già nó cưng lắm. Thấy không? Con thấy lấy chồng già không? Lấy chồng già cưng lắm. Đi làm cô đi làm về là ông tự ông nấu ăn cho cô hết. Dạ, hồi về chú con nấu nướng là được nấu, ha. Ồ, vậy là quá khỏe rồi. Nấu nướng được mà xong làm cỏ đồ kia ta làm nó sợ. Xong cô đâu dạ. Có quá ông bữa cho cô ăn. Đồ cỏ đồ kia ta chặt hết rồi. Dạ đúng rồi. Cô đi làm cho người ta thì cô làm ô xin chứ con về nhà là cô bà hoàng hay giỡn nghe. Vậy là quá ok rồi. Xài bún. Rồi con thấy là chú còn đi tắm biển được nữa mà. Thì còn đi chài được mà. Đi chài được luôn. Ủa chài là chài cái gì hả chú? Chài cá. Lưới á. Lưới cho mình ra mình thấy cá mình rình mình quăng. Ủ vậy hả? Là chú. Ba con mà bữa đâu là ba con làm cái đó là cái đó là nó khác. Con biết chài. Cái chài rồi, mình chài nó tròn ra đó phải không? Chài tròn. Đánh lưới nữa. Ủa vậy là ở đây là mình thường chài dính cá gì hả chú? Cái đối cái lá. Cá đối cái lá. Cái nước mặn mà vậy là với con Sài Gòn cái nước ngọt. Dạ vậy là chú khỏe lắm rồi mới có sức khỏe mà quăng chài nổi đó chứ. Quăng chài mình đi tới chậu cái mũi ta dạ, hả? Dạ vậy là mình đợi phải nước gồng gồng mình mới đi hả chú. Dạ nước gồng nước lớn thì nước cạn thì cũng đi đấy. Dạ thôi đừng quay nữa. Bạn kéo thấy già không hả? Đâu có già. Già gì? Vậy mà già nữa. Già quá già. Già mà lấy vợ trẻ còn sướng hả không còn không? U 80 nha. 82, 83 rồi. 82, 83 tuổi rồi. Nhưng mà ngày nào cũng xem video trên kênh của mình hết trơn á nha. Xem ngày xem đêm. Mấy chuyện mới đây như hoàn toàn không biết gì luôn. Không có cái còn gì mà cái đầu óc nó không có còn gì mà không như ngày xưa nữa. Chị Thanh hả cô? Ừ. Chị Thanh hả? Ừ. Từ lúc đầu tới giờ thì cô thấy cô Thanh sao? Trời, bữa nay tỉnh lắm rồi. Bữa nay mấy tháng sau con vô á, thấy không? Bà hoàn toàn bả khác hẳn luôn. Đâu có như người trước mà gốm. Dạ. Bữa nay không. Khỏe lắm rồi. Khỏe lắm. Rồi lúc này cô thấy rõ cô Xuân ở lại cô Duyên rồi cô thấy làm sao? Đây khỏe hơn mà còn khôn tổ mẹ. Khôn tổ mẹ. Rồi lúc đầu sao cô? Lúc đầu sợ ma không? Gốm không? Cô sợ ma không? Cái đó quay đứng mày quay mày 1-2 giờ đêm gì đó hả? Dạ. Mày không sợ ai? Sợ chứ. Sợ. Bữa đi hết rồi không? Hoàn toàn mới đi đâu có còn thức đêm như ngày trước nữa đúng không? Dạ. Lúc trước rồi sức kem rồi thấy ớn luôn. Rồi quay lúc 1-2 giờ đêm là ôm con gấu, ôm con này con kia tùm lum. Bây giờ khỏe lắm rồi cô ơi. Khỏe hả cô? Cận gì không thấy ngỡ luôn chứ cận gì nữa. Không thấy rõ hả? Đâu có thấy đường đâu. Dạ. Phải dùng gương à chứ không thấy chữ. Vậy là hai mọi tối là hai vợ chồng mở bữa thương lắm chứ bộ. Dạ. Đâu có xấu đâu hả? Dạ. Bữa nào mà coi thằng nào Vĩnh Long mà xấu mày ghẻ vậy nó. Bồ vô nó xe em. Rồi. Giờ mắt không thấy đường coi điện thoại không thấy rõ ha. Như là tối hai vợ chồng mở tivi bự coi. Có khi thì cô coi đây cô comment mà cô nhìn lên tivi á. Dạ. Nó yếu mèn yếu rồi không có dạ. Được sao kỳ vậy chứ. Thấy khó nguồn lại à. Cô làm ở đó chắc cô nói tiếng Anh hay lắm hả cô? Tiếng Anh hả? Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc luôn hả? Tiếng Trung Quốc thì cũng nói ít à.
Rồi tiếng Anh nói lưu loát luôn không? Tiếng Anh thì cũng được. Cũng được ha, giống như mấy cái câu cơ bản mình nói là nói được ha. Cái bữa tao nhắn tin mày good night thế ha. Dạ. Good night. Giống như thường là khách vô trong chỗ của cô làm là khách Trung Quốc nhiều hả cô? Trung Quốc nhiều, mà giờ Trung Quốc nó đi về nước hết rồi. Dạ. Người nước ngoài, nước Mỹ đâu này kia cũng có ha. Mà hồi cô ở trên đây à. Dạ. Ở đây cô tiếp xúc người tiếng nước ngoài nhiều hơn, còn dạ. Xuống dốc lớp này nghe không mà, không có dạ. Không có ấy. Rồi nghe. Rồi cô học tiếng Anh là giống như là mình qua những người tiếng dạy Anh hả cô? Mình đi theo họ xong mình hỏi. Dạ. Học tiếng bồi thôi, xong rồi học tiếng bồi. Tiếng bồi là sao cô? Tiếng bồi có nghĩa là như mình học tiếng phổ thông vậy á. Mình không có biết viết. Dạ. Mình chỉ học thôi, học tiếng mình nói thôi. Nói. Hiểu không? Dạ. Cái đó là kêu tiếng tiếng bồi á. Dạ. Chứ mày đi học tiếng Anh, mày không có học tiếng Anh à? Dạ có. Có thôi, chứ giờ mày hỏi tao tiếng bồi là tiếng gì? Nhưng mà nói không bằng cô đâu. Ừ. Do cô là trải nghiệm nhiều, cô tiếp xúc người nước ngoài nhiều nên là cô nói chuyện hay hơn con đâu có thể nói bằng cô đâu. Ừ. Thiệt. Mà thường là người ta nói cái cô hiểu hết trơn. Đúng không? Đúng rồi. Tiếp xúc nhiều nói rành hơn. Dạ, cái môi trường người ta nói tiếng Anh á mình phải rành hơn, nó rành hơn. Mà bữa đây mấy thằng giờ mấy nước kia nó hết qua đây rồi. Dạ. Tây Polo đồ nó hết qua đây, giờ còn có chỉ Nga không à. Dạ. Mà giờ mùa dịch này Nga nó cũng không qua. Dạ. Cô nói tiếng Nga được không cô? Không. À, tiếng Nga hình như nó cũng xài tiếng Anh hả cô? Tiếng Nga nó không biết nói tiếng Anh, Trung Quốc nó cũng không biết nói tiếng Anh. Dạ. 1000 người chỉ biết được 1 người tiếng Anh thôi. Dạ. Nghe Trung Quốc cái nước nó lớn nó đâu có học tiếng Anh đâu. Dạ. Ừ. Cô nói vài câu tiếng Anh cho con nghe thử rồi cô. Giống như thường người ta bước vô cửa thì cô nói thì sao? Happy you come back. À, có nghĩa là rất vui được bạn quay trở bạn lại. Quay trở lại vậy. À, rồi tiếng Trung nói sao cô? Tiếng Trung hả? Dạ, giống như nội dung đó mình nói. Nị hào. Nị hào. Nghĩa là gì cô? Xin chào. Xin chào. À, rất là vui khi bà bạn quay trở lại. Dụ mình nó đi á, dụ tiếng Anh nó đi không? Nó đi thì kêu chứ one year, two year you come back. Dạ. Không biết luôn. Cái nghĩa là 1 năm, 2 năm rồi mày quay lại. Vâng. Wow. Hổm con. What time you go là mấy giờ mày đi rồi vậy á. Dạ. Cái tiếng du là nó dùng là tiếng Anh, nó dùng là mày, tao, anh, em, dù cái thằng là du luôn. Dạ. Chứ không phải như mình là mình phải phân tích ra là anh là anh, em là em, mà ông là bà này nọ. Còn dạ. Tiếng Anh là nó dùng tiếng du thôi. Dạ. Hay quá ha cô ha. Happy you come back. Dạ. One day, two day you come back. Nghĩa là 1 năm, 2 năm nữa mày quay lại. Nó kêu là ok. One day, rồi two day. See you again hả cô? Hẹn gặp lại bạn ha. Vậy là cô hay á chứ, vậy là cô nói tiếng Anh vậy là hay lắm á. Ở dụ nó đi, nó what time you go? Nghĩa là mấy giờ mày đi thì nó trả lời mình. Dạ. Tự vì ở đây đó cô làm phòng cô tiếp xúc nhiều. Là hồi cô ở bên chỗ nhà ông người Pháp đây nè. Ông vừa nói tiếng Pháp, ông vừa nói tiếng Anh. Còn giờ cô xuống dốc lết rồi chỉ có tiếng Trung thôi. Với tiếng Nga mà tiếng Trung, tiếng Nga mình sao học, ai đâu dạy học. Dạ, giống như chỉ mình nhờ mấy người hướng dẫn nó chỉ cho mình. Dạ. Giống như không bằng tiếng Anh ha. Dạ. Ồ vậy là cô học quá giỏi á. Con bây giờ nói tiếng Anh sao bằng lại cô? Hả? Mày. Lê. Quá. Ta già rồi mình còn trẻ mà nói. Mà trong cái trong chỗ đi làm của con đâu có người nào mà nói tiếng Anh đâu, cô nghe mỗi bữa nên là cô biết. Từ hồi hôm cô ở trên đây nè, cô nói rành lắm. Dạ. Bây giờ xuống dốc lết rồi, dốc lết nó không có người Trung tiếng Quốc Anh nhiều. Về như giám đốc một bụng tiếng Anh. Dạ. Ok, giám đốc một bụng tiếng Anh, bả một bụng tiếng Anh mà. Dạ, cũng nhờ tiếp xúc như vậy mình mới biết á. Dạ. Rồi chiều nay rồi chú có đi chài không? Không, đi về. Về nước không ấy ha. Không, dạ. Thích đi, thích thôi à. Dạ. Không, không giòn nha. Nè chú. Không, mình... tan rồi, tan rồi chưa giờ. Dạ. Lụ. Ồ, mấy cái lụ đang tốt lắm nè con. Chiều này khỏi lúc con ăn mấy. Chiều khỏi nó cơm, chiều đi ăn cái gì này lít. Phở ăn gì? Ăn phở hay là đi xuống quán nhậu? Muốn ăn cái gì? Ăn phở đi cô. Phở đó ngon á. Ngon hả? Dạ. Phở vô phở. Phở chỗ gần chợ đó.
mà có bán không còn? Có, bữa nào cũng bán. Rồi bây giờ mấy cô chú mình đi ăn. Đi nhậu. Đi ăn tối nha. Thì đây là khung cảnh biển Dốc Lết vào buổi tối. Thì mấy cô chú mình đi dạo cũng như là đi ăn tối ở đây nè. Buổi tối rất là nhiều tàu bè, nhiều tàu lắm. Ồ, ở đây tính đây ở đây nó nhiều dữ ha chú ha, đông quá trời. Mấy phía nè. Dạ. Rồi, rồi buổi sáng là tàu cá nó vô ha. Dạ. Mai sáng xuống biển số ơi, xuống biển đi. Mai xuống. Ồ, biển đẹp chút. Quá. Giờ tối quá trời đèn mai luôn. Mai sớm mình xuống biển chút đi. Dạ, ở đây là Ninh Vân không bằng đâu, Ninh Vân không có nhiều tàu như vậy. Dạ. Rồi bãi biển Dốc Lết này nói chung là một trong những cái bãi biển rất là đẹp ở Nha Trang luôn. Thì biển rất là sạch nhưng mà cảnh rất là đẹp. Buổi sáng mà ngắm bình minh ở đây là cực kỳ đẹp. Thôi mình vô chú ơi, mình vô trong mình gọi món mình ăn tối ha. Dạ. Vô kêu con Dĩ Mực nói, Dĩ Mực kêu mắm vô kêu ơi con. Ăn xong rồi. Rồi. Dạ, rồi, mời cô chú nha, chúc cô chú sức khỏe. Thấy chưa? Ra là cô được nghỉ một ngày thấy không? Giờ chỉ có con gà cô mới được nghỉ hả? Kêu rồi, mày nói không? Mít ra anh Phần cười miết ra suốt ngày. Đi xe em hả? Xe anh. Thôi xe anh đi. Ôi tình cảm ghê không? Ừ. Sao? Đó giờ kêu bằng anh em không vậy ha? Dạ, thôi. Nói hay quá vui. Dạ. Ừ. Con không nghĩ là chú uống bia được luôn á chứ. Dĩ Mực chiên mắm đó nha chị Hào. Múc cho bà đi. Ủa, cái lấy cái muỗng, còn lấy cái giá gì mà to vậy? Để cơm chiên hải sản. Ngon không? Dạ. Hôm nay là chú đã hơn 80 tuổi rồi, hôm nay là vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn uống bia được. Bình thường là chú uống bao nhiêu lon chú? Bình thường chú uống bao nhiêu lon? À, thường hả? Những ngày chú uống được 4 lon. 4 lon, wow. Mình muốn mình uống chừng 2 lon được rồi chú ơi. Lớn tuổi rồi mình uống đó thôi, đừng uống nhiều quá. 3 lon cũng được. 3 lon mới được hả? Uống 3 lon, con uống 7 lon. Khổ với rằng ông này mới chứ chú ông bày mà chú khổ, tôi có con à mà tôi nuôi dễ sợ mà tôi thấy còn khổ nữa chú, té ra hỏi ai nuôi là biết phân nè. Con bò á, tôi có con bò mà tôi nuôi mà nó khổ dễ sợ khổ, ông chỉ tò mò hỏi ủa cái bò ông đâu hiện mấy bình nhé. Hiểu không? Ôi, hiểu rồi. Mình cũng nghe cũng mình thiệt, ông chú mình thiệt mà ủa chứ bò ở đâu mà anh hai nuôi chịu mấy mình á, có mình á mà tôi nuôi khổ lắm. Ông chú cũng tưởng thiệt. Mấy nay trời nắng hả cô? Hiện tượng nắng. Mấy nay nắng hả? Trời nắng ơi. Lắm. Nắng bé cháy luôn, nắng mà hơn anh hơn. Nắng mà chịu không nổi luôn á. Bây giờ hôm nay trời mưa. Phải mưa không á? Đang mưa, đang mưa.
Đây hiện tại là trời đang mưa nha. Mấy hôm nay là cô bao thông báo là trời nắng nhưng mà hôm nay là trời mưa rồi. Mưa cái gì đến đâu mưa đó à? Con không tin luôn á cô. Mưa. Đâu có mưa đâu. Hôm qua có mưa không em? Không không. Mưa. Nắng à? Mấy nay mưa á. Vậy là mấy nay nắng hả chú? Vậy bữa nay con vô là trời mưa hả? Mưa. Trời ơi trời, người ta nói hay nói con đi tới đâu mưa tới đó quá. Trời ơi. Bây giờ không tin bữa nào mà con chiếu tàu á, lên coi. Mấy bạn chưa có coi á mà mừng rồi, có con nói trời hai chồng hai xin thiệt á, bữa nay trời mưa. Trời ơi. Trời mưa xét. Dạ. Dạ uống. Dạ. Mình có dù mà. Ồ, bữa đây mà mưa là lẹ. Nắng lắm. Đây hiện tượng. Mấy tháng nay mà nắng dữ sợ nắng luôn. Đây hiện tượng. Dù cũng anh, mưa mà nó rất nó chỉ chút chút vậy thôi à. Đi đến đâu mưa đến đó là hiện tượng đó thiệt. Thì không lẽ con giờ tin rồi. Giờ không lẽ là mọi người hay nói con là con đi tới đâu mưa tới đó, thì không lẽ bữa nay là thiệt hả cô? Thôi kệ mưa đi cho mát hả cô ha. Thôi cô mưa đi cho mát cô ha. Mưa không con xe vô đây nè. Đi ngồi không đi. Mưa này mát không? Nếu mưa này mát cô ơi, không sao đâu. Hôm nay mưa rồi, mưa rồi. Đúng rồi, mưa cho mát. Ở Nha Trang mình tháng sau mới bắt đầu mưa hả cô? Lâu lắm rồi. Đồ con ra đến giờ chỉ có mưa một cây mà mưa nhỏ lắm. Không có đáng kể thôi con ha. Dạ. Trong cho mưa sợ luôn, thấy mưa. Trong Vĩnh Long mà mưa mà mình thèm luôn á, nóng quá mình chịu không nổi. Khuya vô thăm chừng con hả? Để cho nó ngủ không con. Dạ dạ. Thôi chú cũng ngủ đi nghe. Dạ. Dạ. Buổi sáng ở Khánh Hòa, Nha Trang ở đây rất là thích. Thì thời tiết ở đây gần biển nên là rất là mát mẻ luôn cả nhà. Thì gần đây thì bây giờ trời không có mưa nên là thời tiết rất là ok. Nói chung là ở đây sát biển luôn rồi. Thì ở đây là từ chỗ cô của đây đi ra biển thì đi có vài bước là tới thôi đó nha, nên là đi cũng rất là khỏe. Mà muốn tắm biển thì cứ ra đi tắm thôi, cũng giống như ở trong mình thì ở trước cửa là xong thì cứ đi vài bước là tới xong thôi. Ở đây là biển, xung quanh toàn là biển hết, cũng rất là thích. Thì sáng là cũng 4 giờ là mình với chú với là cô đi cà phê rồi, thì bây giờ mình đang chuẩn bị để mà đi về lại bên Vĩnh Long, về lại miền Tây. Thì bây giờ cô chú đang chuẩn bị đồ để mà đưa cho mình về đây cả nhà. Nhưng mà rất là thương cô chú, tuy đã lớn tuổi rồi, U80 rồi, hơn 80 tuổi rồi, nhưng mà cô chú rất là tình cảm, nói chung là rất là vui vẻ, rất là hiếu khách và rất là nhiệt tình luôn cả nhà. Đó, thì nói chung là mình giống như là đi ra thăm cô chú thôi, nhưng mà cô chú rất là vui. Thì cô bảo là con cô về cô không vui, nhưng mà con vô là cô vui lắm. Nghe cũng rất là vui cả nhà. Nói chung là cô chú lớn tuổi rồi nhưng mà lúc nào cũng yêu thương mình, lúc nào cũng ủng hộ mình cả, nên là mình rất là hạnh phúc. Còn chú thì rất là khỏe, bây giờ vẫn chạy xe nổi, vẫn đi lại bình thường, giống như là mắt rất là tỏi luôn. Nên là như vậy là rất ok rồi. Chứ thật sự là khi mà đã 80 tuổi rồi, hơn 80 tuổi rồi, bắt đầu là cơ thể mình yếu rồi, rồi không có đi nổi. Còn chú thì rất là khỏe luôn. Cào rồi buổi chiều đi ngon lắm. Dạ. Ồ, đây là cái đường đang làm ha. Đang làm. Dạ. Mai mốt con ra là đường cái chạy rọt rọt luôn á. Dạ. Rồi bây giờ mình đi đâu cô? Hả? Giờ mình đi đâu? Thì giờ mình đi về chứ đâu? Dạ đi ăn ha. Đi ăn, đi lên trên Ninh Hòa. Xa dữ vậy cô, đi rồi. Có 20 cây với mấy đầu xe. Dạ 20 cây. Mà thương cô chú là chạy xa chứ. Thương cô chú là chạy xa quá. Mày
ra chua xe mà tao ra mà xé gì. Chạy xe quá đi ăn sáng không mà lên trên đó xa quá. Hai đâu xe. Thôi. Dạ giống như chỗ đó ngon rồi muốn dẫn cháu đi ăn cho biết không phải không? Đỡ. Dạ. Phở ngon. Dạ phở ngon. Cháu cho biết. Dạ. Nếu phở bà kho muốn bà kho ha phở bà kho gì á. Dạ. Nổi tiếng hồi xưa giờ hả chú? Nổi tiếng hồi xưa giờ ha. Dạ. Hồi xưa giờ. Vậy là chút xíu là chú chở cô 78, 79 đó. Dạ. Mà có con nó tới nó kiểu chỉ cái gia vị nó đưa 5 chỉ vàng không chỉ đó. Dạ. Con gia chiên rồi. Dạ. Rộng chứ ở ngoài nhìn vô nhà cô rộng ha. Dạ. Rộng đó. Dạ. Rồi chú đi về cực quá chú ơi, hay không kiếm cái nào mình ăn sáng gần đây thôi. Cũng cái thuận đường chỗ con đi mà. Dạ. Thuận đường đó đi vô có 32 cây mà. Dạ thì con sợ là chú đã lớn tuổi rồi chú chạy xe cực cực hết chứ. Ừ chú ơi. Mắt còn tỏ không chú? Hả? Mắt giờ còn tỏ à? Đi ăn sáng hay xong uống cà phê nữa rồi về. Vô quán rồi uống rồi về. Dạ thôi để lần sau con ra chơi lâu lâu hơn. Dạ. Ở luôn cũng được. Ở luôn thôi. Tốn cơm ở luôn lắm có cô. Tiền nuôi nữa nha. Tốn cơm lắm á cô. Ta đi làm ta nuôi cho. Ăn nhiều lắm. Tiêu nhiều chứ ăn nhiều lắm. Dạ. Thôi nó chơi chỗ khỉ ho rò gáy này nó ở thành phố rồi nó xuống rồi nó ở đây chứ. Trời ở đây chứ vui hơn trong con nhiều. Hôm mình đi ăn á ha. Hôm á. Dạ. Có nghĩa là thì mấy người đó cũng theo dõi con á. Dạ. Có theo dõi nên mới biết á, họ dạ. Mới biết á. Rồi đi ra đi vô người ta nói ha. Nói giống con ha. Giống màu xanh giống cái thằng ở trên YouTube chứ vậy. Bà kia nói chứ. Thì mày tới mày hỏi thử đi bà kia nói. Biết phải không trời, để tôi tới tôi hỏi xong cô nói chứ đúng rồi á, nói trên YouTube á, bà nói sao trong YouTube nó trắng mà quậy điên vậy, nói từ bữa giờ nó đi biển, đi biển, bà nói tôi biết mày, tôi biết, tôi tới tôi hỏi là được à, đi đâu cũng bị nhận đây, thiếu nợ là chết, thiếu nợ là chết, bởi vậy, đây, dạ. Rồi nay cô chú mình để chuẩn bị đi, giờ mà di chuyển bằng xe Honda nha, thì mình cũng đi về mình xe Honda luôn, còn cô với chú là cũng chạy xe Honda ra. Đây. Đây là chiếc xe của mình. Bây giờ mình đi lên đó mấy cây chú? 16 cây. 16 cây. Cô dạ. Dạ vậy là vui rồi cô ơi, ra thăm cô chú là vui rồi. Cá đồ ngon rồi gốm mà. Đi gì là khó á. Dạ cái này con đi làm mà cô nên là cũng khó. Dạ. Sau này trễ trễ một chút. Dạ. Đây này con. Đây. Rồi đi thôi. Chị xe cái chỗ chỗ. Dạ. Thích quá à, kêu anh em không à, thích. Thôi, được rồi. Dạ. Rất là khỏe nha, thì tuổi đã lớn nhưng mà sức khỏe rất là còn rất tốt, vẫn chạy xe nổi, vẫn thấy đường, vẫn đi chài cá nổi, vẫn đi tắm biển nổi đó, rất là khỏe.
Hiện tại mình đang ở dưới dốc cầu Vinh ở Ninh Hòa nha. Thì hôm nay là cô với chú là đang đưa mình đi một cái quán phở rất là nổi tiếng ở đây. Thì quán phở có tên là 332. Quán phở rất là đông lời và rất là đông khách. Hiện tại là đang ở số 263 đường Trần Huy Giáp, Ninh Hòa. Vâng. Giờ mình vào bên trong. Wow. Dạ. Đi gần 20 cây số mà chú thường đi lên tới đây ăn hả chú? Ngon à? Ngày nào cũng đi. Mà ngon ngon mới đi chứ. Mà xa thiệt, xa. Thích đi à? Dạ. Quá trời ngon chú ơi, ngon lắm. Quán này nhất ở Ninh Hòa. Vâng, nhất ở Ninh Hòa. Ngon quá cô ơi. Dạ. Dạ. Thôi con về nha cô. Ok, ngon lắm nha. Quán bán rất là ngon và rất là lâu năm. 332 nha nha. Hiện tại là ở cầu Ninh cầu Vinh. Dạ. Trần Quý Giáp nha, Trần Quý Cáp. Đó, số 332 đường Trần Quý Cáp nha. Rất là ngon. Cái này là sữa chua hạt. Hạt đét, hột đét. Cô anh ơi cái gì? Rau này ở đây kêu bằng rau gì cô? Rau mùi húng á. Rau mùi húng hả? Rau mùi húng ăn sống á, rau sống trong chỗ con cũng có mà. Cho cô không ăn mà cô bỏ đây vậy? Ai mà ăn chung vô? Vậy hả? Đã ăn rau sống chứ ai ăn vậy này? Để trang trí ra cô. Trang trí thôi. Ủa vậy là bỏ vô ly chứ ăn không được hả? Thơm cái này thơm. Thơm á. Hạt đét là hạt gì? Húng lưỡi. Húng lưỡi. Húng lưỡi. Trong con có mà. Dạ cái này trong con có. Để ăn sống. Húng lưỡi. Dạ dạ. Trên đây bánh xèo đồ cũng ngon lắm nha. Dạ. Hạt đét là học gì? Học đét là học gì ta? Này hạt đét á. Không biết, con không chưa biết cái này. Nó ở trên rừng á, xong bắt đầu người ta cầm xuống, bắt đầu người ta đốt đi thui lửa, bắt đầu người ta đập ra. Dạ. Yeah. Biết cách đập nhưng cách đập nó không khổ lắm, khổ lắm. Học đét á, khổ lắm. Dạ yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà nó cũng rẻ chứ cũng có mắc lắm. Khổ lắm mà cũng rẻ. Cái này nó tim rồi con à. Về nha. Nếu được sau ra lâu lâu nha. Dạ, yeah, được sau ra lâu lâu. Rồi về mình ơi, gắng học nha. Bye bye. Bye bye. Về đi. Bye bye. Sau ra chơi lâu lâu dạ, nhé. Dạ. Hôm nay rất là vui cả nhà ơi. Thì lần thứ hai mình đến Nha Trang thôi. Nhưng mà thấy Nha Trang rất là đẹp. Cảnh là khỏi chê luôn. Nhưng mà rất là vui, rất là vinh hạnh khi mà được xuống nhà của cô với chú ở Ninh Diêm để mà thăm cô chú. Thật sự là mình rất là vui. Thì cô chú rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ, rất thân thiện và rất là hiếu khách luôn. Dẫn mình đi rất là nhiều nơi, tuy thời gian rất là ngắn thôi nhưng mà dẫn đi đi biển nè, đi những cái quán ăn thật là ngon, những cái quán cà phê rất là đẹp ở Ninh Diêm, ở Nha Trang thì rất là vui luôn cả nhà. Thì sau đó thì được cô với chú là dẫn đi ăn phở, ăn bún bò nữa, rất là ngon. Thật sự là rất là vui, không có thể nào mà diễn tả hết những cái cảm xúc lúc bây giờ. Thì cũng hy vọng là
cô với chú thật là nhiều sức khỏe và chúc cho cô chú lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc như bây giờ. Thật sự là mình rất là ngưỡng mộ cô với chú luôn. Tuy đã lớn tuổi rồi, hơn 80 tuổi rồi nhưng mà vợ chồng rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ và cách xưng hô á là cứ anh em thôi, rất là vui. Thì cũng hy vọng là cô với chú thật là nhiều sức khỏe cũng như là và gia đình của mình thật là hạnh phúc nha. Thì con cũng hy vọng là sẽ có nhiều dịp nữa đến Nha Trang và thăm chú cũng như là thăm tất cả mọi người, tất cả các quý vị khán giả, lúc nào cũng yêu thương kênh của mình, lúc nào cũng xem hết tất cả những video phút quảng cáo để ủng hộ mình, như vậy là mình rất là vui và rất là hạnh phúc. Thì không biết nói gì hơn, thì cũng chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ, thật là an lành. Cũng chúc là cô với chú và gia đình thật là hạnh phúc nha. Bye bye tất cả mọi người, bye bye cô chú nha. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ nha. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo. Bye bye.